anh chàng kia, anh chàng kia bị cướp á, vô nhà đó, mà chĩa súng vô trong bàn tay á, kiểu đưa tiền bạc rồi ra. Anh chàng này nói thiệt với anh ạ, lúc này kinh tế suy sụp quá, hãng của tôi sắp sửa cái gì phá sản rồi, thành không có gì để cho anh hết, thì anh bán chết tôi cũng vậy thôi à. Anh biết mà, tất cả mọi nơi bây giờ kinh tế đều suy sụp và không riêng gì hãng của tôi đâu. Thấy coi bề ngoài vậy chứ mà thật ra tôi cũng không có còn tiền bạc hết, nợ nần tùm lum hết á. Cái anh cướp anh cũng thở dài, thì đúng vậy ha, thiệt vậy á. Mấy bữa nay tôi đi ăn cướp nhà nào cũng vậy hết, không có gì trơn. Cho nên anh coi cái súng tôi mà tôi cũng không có tiền mua đạn. Anh chàng kia anh điên à. Nhưng mà bác sĩ thế nào hình như anh cũng khá khá rồi à. Cô nhà thương có bộ chặt chỗ quá, tại người điên chú quá. Anh kiếm cách anh đuổi bớt một mớ ra anh nào mà khá rồi đó. Thì mỗi ngày anh cứ trắc nghiệm hoài, có anh chàng nào mà khá mà biết đó thì anh cho ra. Bữa kia anh trắc nghiệm anh chàng kia để thử coi anh chàng đó có thiệt là đã bình phục chưa. Thì anh mới kể một câu chuyện sau đây cho anh chàng đó. Có một anh kia ha, trời tối đen như mực á, không có trăng á, mà đèn đường rồi cũng bị gió bão làm đứt hết dây điện rồi tối thui. Mà anh lái cái xe không đèn mà anh đi ra ngoài, anh ngồi cái đâm cột đèn rồi cái nằm đó. Nhưng mà cái lúc đó tự nhiên cái rồi mấy cái bánh xe rồi hư trơn cái đèn trước rồi hư hết, dẹp rúm vậy đó. Nhưng mà một lát anh chàng kêu mấy cái người mà thợ gara ra sửa đó, sửa máy móc được cũng được nữa, không có đèn đường mà sửa cũng được. Nhưng mà sửa mấy cái đèn sửa không được, vậy mà anh cũng lái xe anh đi được như thường, bình an ra về. Anh nghĩ rằng cái chuyện nó có lý không? Trời không đăng trăng không sao mà xe không đèn như vậy mà chạy như vậy được không, thấy được không? Cái anh chàng kia nói chuyện vô lý mà, làm gì có chuyện vậy được hả? Cái anh bác sĩ nói hay quá, vậy là anh khỏi rồi, thôi cho anh đi đi. Cái anh chàng đi ra ngoài gặp anh chàng điên khác. Cũng mới xuất viện á, cũng cỡ đó. Nói, mày coi ông bác sĩ này ông điên rồi mày biết không? Cái bữa đó là bữa nghỉ lễ Giáng sinh, mà làm sao mà có cái gara nào mà nó mở cửa ra để cho mà anh chàng đó anh đi kêu người ta đi sửa xe cho ảnh. Bên chàng kia cô bồ đi chơi mà đi nghỉ mát hay là đi làm công chuyện gì đó, chắc là có công việc đi làm á, phải đi làm xa một thời gian, nhiều khi hãng gửi đi chỗ này chỗ kia để mà họp với nhau. Thì cái anh chàng kia có cô bồ đi, cứ cô bồ trước khi đi đó thì dặn anh chàng nó lâu lâu tới nhà dùm một lần, ví dụ như một tuần tới nhà 3-4 lần gì đó hả, coi sóc dùm cho con mèo của cổ với lại coi nhà cửa giùm này kia đó, ở nhà có một mình bà mẹ với con mèo
cô đi cũng an tâm, anh chẳng đó. Ok ok, nhất định anh sẽ chăm sóc cho đàng hoàng ha. À, em cứ tin anh đi, này cái nọ ha, kiểu hứa cụi đó mà, à, biết không? Rồi cái anh coi cô nàng yên tâm ra đi rồi. Cái trước khi về nó gọi điện thoại mà, lâu lâu gọi điện thoại về một lần á, nó hỏi anh chàng nhà cửa anh sao, how are you này kia, rồi ok rồi, nói con mèo sao, cái anh chàng nó, trời ơi con mèo bị xe cán chết dịp lép rồi. Cái cô nhỏ nó cô khóc ngất lên á, khóc một hồi rồi cô nói trời ơi sao mà anh thô lỗ quá, à những cái chuyện này anh phải nói nhẹ nhẹ nhàng nhàng một chút phải không, hey. Chứ anh mà anh... anh không có tè kẹt em sắp đứng tim em chết rồi nè, thấy không? À, rồi cái cô nói, anh chàng nói, à, thôi xin lỗi em vậy, phải nói thì sao, thí dụ nói thì sao nè. À, tại anh con trai không biết được, nói thôi xin lỗi em đừng buồn ha. Cái cô nói, thí dụ như anh phải nói là, một buổi nọ trời đẹp trời ha. Rồi con mèo nó đi qua công viên để mà nó đi kiếm bạn ha. Rồi bất ngờ có một cái xe... cái xe không cẩn thận, cái xe lớn không lái xe không cẩn thận, có một người đó người ta uống rượu say quá hay sao đó, người ta lái xe quẹo tới quẹo lui, rồi cái con mèo nó chạy ngang qua rồi cái hình như nó không có trở về nhà nữa hay sao đó. À vậy đi cho nhẹ nhẹ nhàng từ từ hả, từ từ mà nói với cái tin tức, từ từ sẽ kết luận tới cái tin tức đó, chứ mà anh làm gì mà gấp rút quá vậy, ai chịu ơi mà chuẩn bị tinh thần cho nổi. Cái anh chàng biết rồi, nhớ rồi, cảm ơn em, anh biết rồi, biết rồi. Rồi cái mấy ngày sau gọi điện thoại về nữa, hỏi, thôi bây giờ bớt rồi ha, rồi nhờ anh chôn con mèo này, cái nó ok được kia hả? Còn má em khỏe không anh hả? Có sao không? Anh nói, có một ngày đẹp trời. Má đi ra công viên ngắm cảnh. Hiểu. Bất ngờ có một cái xe chở tới rồi chấm chấm vân 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 vân. Hiểu rồi, hiểu rồi. Trời sao thông minh quá vậy nè. Anh chàng cảnh sát kia dắt vô cho ông sếp của anh ta một con khỉ. Anh sếp, anh làm cái trò khỉ gì vậy? Anh chàng thuộc viên nói, dạ con khỉ này nó đi lang thang ngoài đường á, không có biết luật lệ gì hết á, em bắt nó vô nè, à để trị tội nó. Trời ơi, ông sếp, trời ơi là trời, sao mà anh khờ quá vậy, bắt được khỉ thì đem nó vô sở thú chứ đem lại đây tôi làm chi, đem nó đi sở thú đi. À, cái anh chàng thuộc viên gắt là ba bốn ngày sau thấy anh chàng cũng tay nắm tay với con khỉ đi ra cái xe cảnh sát rồi đó, mở xe cửa xe cho nó ngồi lên rồi sắp sửa lái đi. Anh chàng xếp là chạy đâu hả? Trời đất ơi, sao giờ này còn để khỉ ở đây, tôi biểu anh nó đưa nó đi sở thú rồi sao anh ngồi ở đây? Nói dạ có mà, em có dẫn nó đi chơi sở thú rồi. Rồi bữa nay em tính dẫn nó đi qua. Cái chuyện cái anh cái có một cô ca sĩ kia thì cũng có lẽ cũng già rồi ha, hồi đó giờ cũng không nổi tiếng gì lắm, chắc là nổi tiếng vợ đó ha. Nổi tiếng vợ nhất nước á, nhưng mà cũng hát, cũng có người thích vợ vậy ha. Thật ra ca sĩ kiểu như sư phụ đó, hát vậy mà nó cũng thích như thường à, mỗi người khẩu vị khác nhau mà sợ gì phải không. Thành ra cô kia thì cô cũng tuổi cũng về chiều rồi ha, cái đi hát ở cái phòng trà nọ ha, hay là mới lên hát nửa bài đó ném cà chua quá trời. Cái mà có anh chàng kia là anh hăng lắm, ném cà chua nhiều nhất á, anh đem một thùng cà chua rồi đứng nó ném hoài
Nhưng mà cái lúc cô màn hạ rồi, cái cô đó cô chào cô đi vô rồi hả, chính anh chàng đó lại la bít 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 lớn nhất, là ăn co biểu ra nữa, thêm á. Rồi cái anh chàng gần bên anh lấy làm khó chịu nó. Hồi nãy á, anh á là cái người phản đối nhiều nhất à, mà anh mà ném cà chua nhiều nhất. Mà tại sao bây giờ anh kêu bỏ ra làm chi vậy hả? Cái anh chàng kia nói tôi còn nửa thùng chưa ném. Bơi một đám bạn gái mà ở ngoài biển á, rồi cái tình hình bị sóng cuốn mạnh quá bơi không nổi hay sao, hay là cố ý không biết nữa, cố ý gặp thấy một đám thanh niên đẹp trai đứng gần bên chỗ kia đó, cái không biết cố ý vậy là vô tình chìm xuống à, ngóp ngóp lên hoài à, chứ chưa có chìm à, cái la cứu á, cái kêu cứu mạng á, cái anh chàng có anh chàng kia anh bơi ra anh cứu cô. Cứu cô cái đem vô bờ rồi cái cứ làm bộ cứ tỉnh dậy cái mắt nháy 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 coi chứ cảm ơn anh nha. Này nghe được cái hỏi tên anh là gì nữa, làm sao đền đáp được này kia hả, ơn trọng này biết bao giờ đền đáp, rồi nháy nháy mắt rồi này kia. Cái anh chàng anh dòm xuống mặt mũi cô một hồi, cô nói thôi cô quên đi, đừng có nghĩ là tôi đã cứu cô. Chàng kia ảnh là kiện ra tòa, hai người kiện ra tòa ừ. Nhưng mà chưa biết người là thắng người là bại đó ha. Hình như các anh chàng kia có lý hơn á, cái anh luật sư của anh chàng này ha ừ. Cái mỗi ngày cái đi tới họp với thân chủ của ông á, để mà kiếm cách làm sao để mà thắng kiện. Có một bữa kia hình như sắp thua rồi, cái anh chàng này nói trời ơi à, luật sư ơi, chắc là phải mua một mớ quà cáp gì mà cho nó long trọng ha, và đưa cho ông quan tòa mới được.
À, chứ không thôi chắc chuyện này chắc chết rồi. À, có bộ mình lý lẽ thắng không thắng nổi rồi. À, cái ông luật sư nó không được. Cái này không có được à, làm cái này không được à. Cái ông quan tòa này ông vô cùng thanh liêm đó. Anh mà anh đưa tiền hối lộ cho ông á là cái kết quả nó ngược lại á. Thành ra cái anh, rồi cái anh chàng cái đi về rồi. Đi về chưa? Mấy ngày sau anh thắng cuộc à. Tự nhiên thắng cuộc. Luật sư hỏi, ủa? Anh có làm gì không à? Sao mình lẽ ra mình thua mà sao giờ mình thắng hay vậy? Cái anh chàng mà thắng chủ nó dễ mà. Tôi mua một mớ quà, tôi cho cái ông quan tòa đó, nhưng mà tôi nói các anh chàng kia cho. Nhưng mà làm quan tòa mà thanh liêm mà tới mức mù quáng vậy là không được, phải không? À, nên nhiều khi mình chấp nhất một cái phương diện đạo đức nào đó của mình á, cũng có thể làm cho mình mù mắt mù mũi nè, chưa? Có một cô nọ, cũng như cái gì mà nói luôn. Cô nọ cô bơi với một đám bạn gái mà ở ngoài biển á, rồi cái tình hình bị sóng cuốn mạnh quá, bơi không nổi hay sao, hay là cố ý không biết hả? Cố ý gặp thấy một đám thanh niên đẹp trai đứng gần bên chỗ kia đó, cái không biết cố ý hay là vô tình chìm xuống, ngóp ngóp lên hoài chứ chưa có chìm, cái la cứu á, cái kêu cứu mạng á, cái anh chàng kia anh bơi ra anh cứu cô cái đem vô bờ rồi cái cứ làm bộ cứ tỉnh dậy cái mắt nháy thôi chứ cảm ơn anh này cái rồi có hỏi tên anh là gì nữa, làm sao đền đáp được này kia hả, ơn trọng này biết bao giờ đền đáp, rồi nháy mắt rồi này kia. Cái anh chàng anh dồn xuống mặt mũi cô một hồi, cô nói thôi cô quên đi, đừng có nghĩ là tôi đã cứu cô. Đấy, cô nhỏ kia đi ra ngoài đường làm bộ rớt cái khăn. Rớt cái khăn để người ta lụm, thấy anh chàng đẹp trai làm rớt cái khăn ở gần bên. Có người kia lên lượm đem đưa cho cổ, cô dụng thấy ông già 70 tuổi mà tôi rớt cho ông cái anh kia lượm chứ đâu phải đưa cho ông luôn. Anh chàng kia đi vô trong cái làng kia kiểu này với ông xã trưởng, nó nói mấy đứa con nít của cái làng ông á hả, phải dạy cái đàng hoàng chứ sao mà cứ ném xe của mấy người du khách hoài vậy nè, xe tôi bị ném tới rồi vậy đó. Cái ông xã trưởng hỏi nó ném có bể kính anh hay không. Cái ông kia nó chưa có bể, nó xém mấy chỗ gần bên thôi với lại hư trầy sơn rồi này kia. Cái ông xã trưởng nói vậy là không phải con nít làng tôi rồi. Con nít làng tôi nó ném là bể hết kim. Có một cô nọ cô bơi với một đám bạn gái mà ở ngoài biển á, rồi cái tình hình bị sóng cuốn mạnh quá, bơi không nổi hay sao, hay là cố ý không biết hả? Cố ý gặp thấy một đám thanh niên đẹp trai đứng gần bên chỗ kia đó, cái không biết cố ý hay là vô tình chìm xuống, ngóp ngóp lên hoài chứ chưa có chìm, cái la cứu á, cái kêu cứu mạng á, cái anh chàng kia anh bơi ra anh cứu cô cái đem vô bờ rồi cái cứ làm bộ cứ tỉnh dậy cái mắt nháy thôi chứ cảm ơn anh nha. Này nghe rồi có hỏi tên anh là gì nữa, làm sao đền đáp được này kia hả, ơn trọng này biết bao giờ đền đáp, rồi nháy mắt rồi này kia. Cái anh chàng anh dồn xuống mặt mũi cô một hồi, cô nói thôi cô quên đi, đừng có nghĩ là tôi đã cứu cô. Đi vô rừng săn cọp á, rồi cái
ở trong trong lúc mà đang đi săn đó, cái nghe tiếng cọp ở đằng xa tới rồi, sắp đuổi tới nơi rồi. Mấy anh chàng này có rất là có kinh nghiệm hả, nghe cái đất kêu rồi, nghe cái tiếng đất động đó là biết con cọp ở bao xa, nó sắp tới hướng nào rồi. Cái anh chàng nó thôi chết rồi, nó biết tụi mình ở đây rồi. Tại mình quên mình đứng ở đầu gió, bây giờ nó sắp tới rồi. Rồi trước sau thì cũng chết. Cái anh chàng nghe nói rồi, cái đứng đó anh tập vận động chân tay được ghê lắm hả. Cái anh chàng kia nói, mày làm cái gì vậy, trước sau thì cũng chết rồi, mày tập thể dục chi hả. Cái anh chàng nói, tập thể dục chút đợt lát để dò cẳng chạy cho nhanh chứ. Cái anh chàng kia nói, mày sao mày chạy nhanh hơn cọp được, mày đâu có thoát được cọp đâu, mày làm sao chạy nhanh hơn cọp được. Cái anh chàng kia nói, không phải, tao chạy nhanh hơn mày là được rồi.